Rồi, khui hộp Nokia 8.1 ha mọi người. Rồi, hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người ha. Chiếc điện thoại tầm trung phải nói là xuất sắc nhất luôn đó. 6 triệu 990 ngàn. Thì mình mua tại Tiki ha mọi người. Được tặng kèm là cái ốp lưng ha, ốp lưng dẻo silicon. Thì giá hiện tại mình mua là 6 triệu 990 ngàn. Nhưng mà hiện mới nhất là còn 6 triệu 490 ngàn. Nếu là chúng ta mua trong ngày dịp 30 tháng 4 á, thì chỉ còn là 6 triệu 190 ngàn. Một mức giá mà không thể nào mà có cái điện thoại nào mà thơm hơn được nữa ha. Đây là đơn hàng của mình mua, mua tại Tiki ha. Được tặng ốp lưng và miếng dán màn hình. Nhưng mà mình thì thấy ốp lưng thôi, còn miếng dán là không có ha. Không biết sao nữa. Rồi mình sẽ tiến hành bóc hộp cho mọi người xem ha. Thì giá cả thì mình để cái đường link bên dưới trong phần mô tả đó. Mọi người ai có nhu cầu thì lúc vào mua ha. Đây, Nokia 8.1. Thì bên thị trường Trung Quốc đó là Nokia X7 ha mọi người. Này là nó chạy Android One ha. Thì cấu hình là màn hình 6.18 inch ha. Công nghệ HDR10. Rồi camera trước là 20 megapixel, camera sau là 12 megapixel ha. Ống kính dài có chống rung quang học OIS ha. Rồi giờ mình sẽ tiến hành bóc siêu cho mọi người luôn ha. Rồi, dùng đồ long đao bóc luôn. Mình xin nhắc lại nha, hiện tại là Tiki bán là 6 triệu 190 ngàn. Mình có mã giảm giá là mừng đại lễ 30 tháng 4 đó ha. Rồi mọi người truy cập vào link bên dưới á, mọi người xem ha. Rồi mình sẽ tiến hành bóc nó ra. Đây là hàng chính hãng của DigiWorld phân phối ha. Thì trong hộp thì có cái điện thoại ha. Nguyên siêu ha mọi người. Rồi, tạm thời để qua một bên đi. Coi còn cái giống gì nữa không. Rồi, có que chọc sim ha. Làm cũng rất đẹp. Rồi, cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Một cuốn sách mà không bao giờ đọc ha. Có tiếng Việt luôn ha mọi người. Đây, mình đang quay bằng con Samsung A6. Hay bị ao nét quá. Rồi, tiếp tục bên trong. Một chiếc hộp nhỏ nữa. Rồi đây là cục sạc ha, cục sạc này là có hỗ trợ sạc nhanh nha. Đó, tại vì máy có hỗ trợ sạc nhanh đó là 18W ha. Rồi tiếp theo còn giống gì không? Rồi một cọng cáp Migo không phải, này là cáp USB Type-C ha. Không phải Micro USB, mình lộn. Đây là USB Type-C. Rồi có một cái tai nghe luôn. Tai nghe này là tai nghe thường thôi. Rồi hết rồi đó, không còn gì nữa đó. Rồi đó mình tháo siêu qua mình bật cái máy lên cho mọi người xem ha. Thì con này là màn hình Full HD ha, Full HD cộng á, thì nó có tai thỏ 6.18 inch ha, chạy Android 9 bay ha, Android One, hai camera sau, một camera là 12 megapixel và một camera 13 megapixel ha, cảm biến vân tay đặt phía sau, đó, mic, loa ngoài và cổng USB Type-C. Đây có phím nguồn, tăng giảm âm lượng. Ở trên thì có cổng mini ba cổng 3.5 ha, jack 3.5 tai nghe. Rồi, sơ bộ là hết rồi đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành bật nguồn lên nha. Thì chạy chip Snapdragon 710 ha, 8 nhân 64 bit. RAM là 4 GB. Bộ nhớ trong là 64 GB ha, sử dụng Android One, Android chính luôn đó.
pin là 3500 mAh, có hỗ trợ sạc nhanh ha. Thì pin 3500 mAh để chúng ta xài được một ngày thoải mái ha. Rồi thì chúng ta sẽ tiến hành thiết lập một số cái thông số cho điện thoại ha. Rồi giờ mình sẽ tiến hành kết nối wifi vô. Camera của Nokia 8.1 là chụp hình rất đẹp ha, có chế độ slow motion nè, chống rung kỹ thuật số EIS, có AI camera, chế độ time lapse ha, chụp ảnh xóa phông, tự động lấy nét, nhận diện khuôn mặt HDR, panorama, có chống rung quang học OIS ha, chế độ chụp ảnh chuyên nghiệp Nokia Pro đó, với cái giống với lại mấy chiếc Lumia ha. Mình thích con này nghĩa là trong tầm giá khoảng 6 triệu mà có chống rung quang học ha, thì mình đi quay ngoài đường là rất là tuyệt. Rồi giờ mình sẽ tiến hành thiết lập ha. Rồi màn hình tay thỏ ha mọi người. Nếu mọi người không thích tay thỏ thì có thể vô phần cài đặt ha, chọn tắt tay thỏ được. Rồi một lần nữa mình xin nhắc lại ha, giá hiện hôm mình mua đó là 6.990.000. So với giá hãng là khoảng 7.990.000, là mình mua rẻ hơn khoảng 1 triệu rồi đó. Nhưng mà hiện tại là Tiki đang giảm giá ha, chỉ còn 6.190.000, tặng ốp lưng, miếng dán màn hình, rồi tặng phim thêm một cái phiếu khuyến mãi của Nokia nữa, đi du lịch Thái Lan hay gì đó. Rồi chi tiết mình để cái đường link trong phần mô tả đó, mọi người click cho xem ha. Đây là Android 9 ha. Thì chúng ta chỉ còn một phím home thôi. Chúng ta vuốt nhẹ lên đó là ra đa nhiệm. Đó, còn vuốt mạnh lên nữa là ra menu ha. Đó, ra tất cả ứng dụng luôn đó. Đây là đặc điểm của Android 9. Rồi thì mình xin giới thiệu với mọi người cơ bản vậy thôi. Hôm nào mình rảnh mình sẽ test camera rồi test video rồi đó, giới thiệu với mọi người tiếp theo ha. Xin nhắc lại một cuối cùng ha, cái giá hiện tại là rất là thơm luôn á, trong tầm giá là không có đối thủ luôn á, 6.190.000. Mọi người đặt hàng nhanh ha, trong dịp khuyến mãi 30/4/2019. Rồi, xin chào mọi người nha, mọi người nhớ đăng ký kênh ha, cũng như bấm cái chuông á, để theo dõi video clip mới nhất của mình nha. Xin chào.